Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, 6 tháng đầu năm 2021, đón vô vàn điều cát lành. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Mão là những người sống rất ngay thẳng, thật thà, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy, trong cuộc sống, họ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cũng sẽ có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Tuổi Mão mệnh Kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, họ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Trong công việc, tuổi Quý Mão luôn cố gắng phấn đấu và tập trung cao độ vào mục tiêu, kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác. Chính nhờ sự nhanh nhẹn nên dù ở độ tuổi này, tuổi Quý Mão vẫn có được sự nghiệp vững vàng. Dù tìm kiếm cơ hội gây dựng lại sự nghiệp vẫn là điều có thể. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Quý Mão trong nửa đầu năm 2021, vận trình của tuổi Quý Mão trong từng tháng và cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của ông bà tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Quý vị thân mến, xem tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy đây là khoảng thời gian không có nhiều biến động đối với ông bà tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Ông bà vẫn đạt được những bước phát triển nhất định nhưng không quá rực rỡ, cũng không quá vất vả. Mặt tài lộc của ông bà trong thời gian này cũng có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm thêm tiền từ các công việc đầu tư, công việc tay trái, nhưng không nhiều. Lưu ý, ông bà cần hết sức cẩn trọng khi đưa ra các quyết định đầu tư, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu, bị lừa đảo tiền bạc. Ông bà nên giữ tâm lý ổn định, kẻo quá tham lam sẽ lĩnh hậu quả khôn lường. Ngoài ra, trong thời điểm này, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm và từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Quý Mão trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của ông bà tuổi Quý Mão nửa đầu năm 2021 cho thấy công việc của ông bà diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ. Nếu có xuất hiện cũng sẽ bị người khác nẫm tay trên. Một lý do khác khiến con đường thăng tiến của ông bà dần hạn hẹp, đó là bởi lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút. Ông bà dần thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu, mà thay vào đó dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Quý Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Bộ ba linh vật khắc trên mặt đá mã não đỏ sẽ có tác dụng bổ trợ thân mệnh, kích tài, nạp phú và tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất cho ông bà trong thời gian sắp tới. Đồng thời, đá mã não đỏ còn mang lại sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ cho ông bà về mặt tài lộc và tiền bạc.
Thoạt nhìn trong nửa đầu năm Tân Sửu, ông bà tuổi Quý Mão có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình, nhưng một khi bắt tay vào làm việc mới thấy rất khó để nắm bắt. Do đó nếu ông bà muốn làm giàu trong thời điểm là việc tương đối khó khăn. Ngoài ra ông bà cũng không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt là nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình. Nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, ông bà sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt trong thời điểm này, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp ông bà khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho ông bà trong thời gian này về mặt tình cảm và gia đạo. Nhân duyên khá tốt, ông bà tuổi Quý Mão có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, nếu ông bà còn đơn độc, vẫn rất khó để có thể đến được với một ai đó, dù cố gắng mở lòng nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Với ông bà đã lập gia đình, quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi ông bà cần chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Để có thể kích hoạt tình duyên, Thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp ông bà đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho ông bà trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi nửa đầu năm 2021 còn nói rằng ông bà tuổi Quý Mão nên cẩn thận khi sử dụng những vật dụng sắc nhọn hoặc khi vận hành máy móc để tránh những tổn thương không đáng có đối với cơ thể. Trong cuộc sống hàng ngày, ông bà cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu ông bà quá nóng nảy, mâu thuẫn, xích mích với người khác, thậm chí đến mức động chân, động tay thì ông bà sẽ trở thành người bị tổn thương. Để hóa giải những hung tin và vận xấu thì Thầy Phong Thủy khuyên ông bà tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân bảo vệ và che chở ông bà trong năm 2021. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh cho ông bà tuổi Quý Mão dù làm bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Quý Mão trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát của từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm 2021, ông bà tuổi Quý Mão sẽ không phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn. Ông bà vẫn có thể phát huy được phong độ của mình một cách ổn định và xử lý những công việc quen thuộc rất thuận lợi. Có thể với nhiều người, cuộc sống bình lặng như vậy là rất nhàm chán. Tuy nhiên, ông bà tuổi Quý Mão lại rất hài lòng với cách bắt đầu năm mới như thế này. Vì không phải chịu đựng nhiều áp lực nên ông bà có thể giữ trạng thái tinh thần thoải mái và tích cực nhất để đón chào năm mới. Tháng 2 âm lịch, tình hình tài chính của ông bà tuổi Quý Mão sẽ xảy ra vấn đề do có hung tinh chủ về hao tiền, tổn bạc xuất hiện. Tiền lương, tiền thưởng không có nhiều biến động, nhưng ông bà lại phải chi tiêu cho rất nhiều vấn đề bất chợt xảy ra. Nếu ông bà không lên kế hoạch chi tiêu chi tiết ngay từ đầu thì rất dễ rơi vào cảnh thiếu thốn. May mắn, tình hình sức khỏe của ông bà tháng này ổn định. Ông bà luôn giữ được tinh thần hăng hái và sức khỏe dồi dào mỗi khi bắt tay vào công việc. Vấn đề đi lại cũng được bình an, thuận lợi. Nếu không phải đi xa, ông bà cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thứ ba là tử vi tháng 3 âm lịch. Vận thế của ông bà tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch khá ổn định. Cả sự nghiệp và tài lộc đều có những bước tăng tiến tích cực. Ông bà đã cố gắng hết mình trong khoảng thời gian vừa qua, thậm chí có cơ hội thăng chức, tăng lương. Chuyện kiếm tiền của mệnh chủ, làm ăn, kinh doanh cũng khá thuận lợi trong thời điểm này. Mệnh chủ làm đầu tư cũng có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem lại khoản tiền lãi triển vọng.
Vì vậy, điều quan trọng nhất trong tháng này mà ông bà tuổi Quý Mão phải nhớ là hãy nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt. Thứ tư là tử vi tháng 4 âm lịch. Đối với ông bà tuổi Quý Mão thì tháng 4 âm lịch không được thuận lợi bằng khoảng thời gian trước đó. Ông bà sẽ phải đối diện với nhiều áp lực công việc hơn. Song áp lực có thể bởi vì ông bà đang nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Ông bà nên cố gắng thật nhiều để khẳng định bản thân, đừng vội bỏ cuộc nếu mọi việc không như ý. Nếu có vấn đề gì xảy ra, ông bà nên chủ động trao đổi và thảo luận với mọi người, đừng tự tìm cách giải quyết trong yên lặng. Tình hình sức khỏe của ông bà cũng không được tốt vào thời điểm này. Nhiều công việc đổ dồn xuống đầu khiến ông bà luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên ông bà hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức. Tháng 5 âm lịch. Điều mà ông bà tuổi Quý Mão cần chú ý trong tháng là vấn đề về sức khỏe. Do hung tinh chiếu mệnh, ông bà dễ mắc các bệnh cấp tính, khiến tinh thần đi xuống, không có đủ sức khỏe để làm việc. Khi di chuyển trên đường, ông bà cũng cần tập trung chú ý, không cố tình vi phạm các luật lệ giao thông, khiến tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ, Mão Ngọ, Tử Ngọ. Mão Ngọ tương phá khiến các mối quan hệ của ông bà cũng dễ xảy ra vấn đề. Ông bà cần chú ý cách cư xử của bản thân, chớ vì nóng nảy mà nói ra những lời tổn thương người khác, gây tác động xấu đến công việc. Thứ 6 là tử vi tháng 6 âm lịch. Ông bà tuổi Quý Mão gặp khá nhiều điều thuận lợi trong tháng 6 âm lịch. Ông bà luôn tập trung vào nhiệm vụ được giao nên luôn hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo đã giao phó. Ngoài ra, ông bà cũng chủ động xung pha nhận thêm những công việc khó khăn mà nhiều người chối từ. Sự chăm chỉ, nhiệt tình đôi khi có thể khiến ông bà cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như vậy, ông bà nên dừng lại và nghỉ ngơi một chút, không nên tự bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Quý Mão trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Quý Mão. Tháng 6 đầu năm Tân Sửu, ông bà tuổi Quý Mão được phúc tinh Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương như ánh mặt trời mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, ăn khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, có cơ hội thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Tuy nhiên, ông lại gặp phải hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều có quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc không được tốt. Đối với bà tuổi Quý Mão thì kém may mắn hơn khi bị hung tinh thổ tú chiếu mệnh, bởi hung tinh này thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thừa kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Không những vậy, bà còn gặp phải hạn diêm vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Bà tuổi Quý Mão cần hết sức chú ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ. Bà cũng cần chú ý nhiều trong công việc làm ăn để tránh kiện tụng, ra ngoài tránh cãi vã, đánh nhau, điều đó không đáng có. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà sao lưu hòa và tăng môn gây bất lợi cho sức khỏe, gia đình có tăng chế, đề phòng nạn sông nước. Cung tam hợp có các sao thiên mã, đại hao, tuế phá, điều khách, báo hiệu một thời gian dài, dịch chuyển nhiều, vất vả, có dấu hiệu hao tài, không vui, gia đình, cuối cùng là cung xung chiếu, gồm có các tinh lộc tồn, hàm trì, giải thần, phượng các tốt cho nhân duyên và tài lộc. Nhưng hung tinh phi liêng, bệnh hổ và thiên quan gây hại sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ, phải đầu chạm đến sao kéo hoặc họa thị phi, quan tụ. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm của ông bà tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để được cập nhật nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp,
con cái. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.